người ta đang chơi game mà lại đùa người ta đúng không? Em không có nói đùa. Thật không? Thật. Tại vì là anh cũng biết mà, anh khá là sáu múi. Nên là em muốn nói là I love you. Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Các bạn đừng quên là hãy nhấn like và đăng ký kênh trước khi chúng ta bắt đầu nội dung ngày hôm nay nhá. Rồi nhá, ok thì vâng, hôm nay chúng ta sẽ đến với một trận đấu trên khu cổng trời nhá. Hiện tại thì mình đang cầm cây súng M4A1 rừng xanh rồi, rất là máu chiến rồi, nên là bây giờ là chỉ cần là xem có người ở đâu là múc chúng nó luôn các bạn ạ. Đây hình như là có một đứa chỗ này này. Ui, trong nhà anh em ơi. À đây rồi. Mày làm sao Hải mày? Úi dồi ôi này. À ui, vãi trưởng thật. Sợ phết anh em ơi. Ui, vãi thật. Chú là anh sợ đấy. Rồi nha, như vậy thì hiện tại mình đang sở hữu cái combo súng. Đấy là một cây XM8 này. Chúng ta có một cây M4A1 nữa, rất là ngon luôn. À, hiện tại thì ở đây đều là những cái trang bị xịn nhất luôn nha anh em. Đây, dựng mông keo cái cho nó chắc ăn anh em ạ, lút đồ cho nó ngon. Không là anh em lại toang bất cứ lúc nào thì hơi nản đúng không nào. Let's go nào. Ok định mệnh. Gái gọi công ạ, thôi tí chơi game nhá, tôi nghe điện cái công ạ. Alo, anh đang làm gì ạ? Anh đang chơi game để làm video à. Sao đây em? Ui giỏi thế. Chuyện, người ta đang chơi game mà không biết là nịnh hot cái gì nữa. Em tính nói anh vài cái hơi kín xíu, gọi là hơi cá nhân xíu. Thì em cứ nói anh nghe xem nào. Hôm nay kiểu bày đặt thế nào để úp mở nữa cơ. Em thấy em hơi cắm nắng với anh xíu. Chết chết chết. Người ta đang chơi game mà lại đùa người ta đúng không? Em không có nói đùa. Thật không? Thật. Tại vì là anh cũng biết mà, anh khá là sáu múi. Nên là em muốn nói là I love you. Thôi thôi em lại điều. Anh sáu múi bao giờ. Anh múi mỡ dồn một đây. Ai, hôm nay chắc trêu đúng không? Thôi thế không có chuyện gì thì anh chơi game đấy nhá. Anh phải trả lời cho em, để em tỏ tình anh đó, anh có đồng ý không? Em ơi, yêu đương gì tầm này. Tầm này lo học lo làm đi. Anh đang chơi game mãi để không được top 1 đi. Thế thôi nhá. Ok vậy nha. Tắt tắt luôn à? Toang mẹ rồi. Lúc đầu kiểu nghĩ con bé nó đùa cơ công cơ. Nhưng mà sau kiểu quả tắt máy vội, tôi không nghĩ là nó đùa đâu. Thôi xong rồi. Ôi, nhưng mà thôi kệ đi. Cái đậu xanh thằng này. Thôi thì cứ xong game đã. Xong rồi mình gọi lại cho em sau anh em ạ. Đó. Người ta bảo là gái thì kệ gái chứ các ông, tôi phải chơi game, tôi không ham lắm. Thôi nhưng mà thôi, tí gọi lại cái. Mà mình cứ nghĩ nó đùa cơ. Tại cứ bảo là nói ấp áp úng ngày thường đâu thế đâu. Vãi trưởng nhở. Đậu xanh này. Rồi nhá, cơ bản thì đấy là một bạn fan anh em ạ. Ai lại nghĩ là có fan gọi tỏ tình bao giờ đâu. Ui dồi ôi. Không biết là quan điểm của anh em như thế nào, chứ quan điểm của tôi là tôi cứ chơi game cái đã. Gái gú để sau anh em ạ, đang dở trận game. Đấy, tôi dừng lại một phút tôi nghe điện thoại là nó quá đáng lắm rồi ấy. Không tí ấy, chết sớm bây giờ thì làm gì mà có video cho anh em coi. Ui, thế nào ngoài nhỉ. Các bạn chờ mình xíu nhá. Tôi thấy nó rồi, ngay kia kìa. Mày nhá, mày có chừng tao nha mày. Ô mày, mày đừng tưởng là mày đứng sau đấy mày ngon nhá. Ô, chạy đi em. Ô, chạy đi em. Hay nhỉ. Có giỏi qua đây coi nào. Ui ui ui, cái đậu xanh. Ra đây em ơi. Mày ra đây tao tao xem nào. Ô, cái đậu xanh này. Anh lại sợ chú quá cơ. Có giỏi chú ra đây. Ô, ra đây bạn ơi. Nhanh nào. Nó vẫn đang núp sau cột anh em ạ. Được. Thằng này công nhận là núp dai đấy. Ui, vãi thế, đứa nào ở trên đấy. Oh man. Không biết là nó chạy đâu rồi anh em. À, vẫn ở cái cột, vẫn ở cái cột. Nhảy xuống và chết mẹ đi anh em. Ui ui ngu ấy. May nhá, may nhá. May tôi dựng mong keo kịp nhá. Ui tí xanh mộ, sợ vãi nhờ. Có giỏi chú qua đây. Ra đây đi người anh em. Đậu xanh này. Ui thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ai lại nghĩ nó toang thế anh em. Cơ bản thanh niên lại lòi cái đầu lên. Thế nên là ôi, bye bye bạn nha. Sorry bạn nha. Kiểu này là kiểu chúc bạn may mắn lần sau thôi. Ôi thanh niên, đáng thương thế nhở. Rồi nha, và mục tiêu trong trận đấu của mình ngày hôm nay là cứ kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 thôi. Ma đậu xanh. Mày thử lòi cái đầu lên xem tao cho mày vỡ đầu không. Có thằng nào đấy nó cứ ngồi tròi anh em ạ. Trông khó chịu ghê nhở. Công chơi game, công không chơi, công cứ ngồi đấy thủ nhá. Mày có chừng tao nha mày. Tôi sẽ phải xem như nào cho cái thằng ngồi chân tròi kia cho nó vỡ đầu. Cho nó một bài học luôn anh em ạ. Đậu xanh nhở. Dị ứng vai à.
cơ bản là mình cũng bị rất là nhiều thằng ở trò cho nó bắn rồi nên là cũng hơi cay. Hôm nay là quyết tâm là hạ gục thằng này nhá. Đậu xanh, các bạn thấy chưa ạ? Nó cứ kiểu nó bắn khiêu khích gợi đòn ấy. Được, cũng xuống nha mày. Mày có chừng tao nha mày. Từ từ anh em mày, tôi sẽ ra ngoài cái đã. Cơ bản là ở chỗ này thì vẫn còn một đứa nữa nên là anh em di chuyển cẩn thận tí. À đây rồi. Mày toang rồi nha em ơi. Úi rồi này, ôi thôi xong rồi. Chính là nó đấy không ạ. Nó vừa chạy xuống tôi nghĩ là nó lút xác cái thằng ở chỗ bông keo đỏ kia. Có giỏi mày xuống đây. Nhanh, xuống đây. Đậu xanh tự nhận giọng mình nó khàn khàn. Sao đi mọi người nhá. Xuống đây em ơi. Ô thôi nghe mày, thằng này nó cũng chơi nhây quá. Nó chơi nhây y hệt tôi vậy. Ca này khó. Xuống đây em ơi, đúng rồi. Mày ngu rồi nhá. Ui, ngu rồi nhá. Xong nhá, xong nhá. Chắc thằng bé cũng đang hết đồ rồi nên là xuống lượm đồ đây mà. Thôi bye bye bạn. Thanh niên. Thương quá nhở. Ui thương quá. Nhưng mà thôi anh em ơi, mấy cái thằng kiểu đấy là phải xử đẹp chúng nó luôn. Cơ bản là chơi game không chơi, ngồi chòi canh vớ va vớ vẩn nên là lên bản điểm số sớm là đúng rồi đúng không? Anh em công nhận thế không? Các bạn cứ phải công nhận với tôi là thế đúng không? Đây, sửa giáp cái đã anh em ạ, cho nó mới. Ôi. Được rồi, để mình coi nào. Hiện tại thì một trang bị khá là ổn. Chúng ta có XM8 và MP40. Đấy, giáp thì mới tinh luôn, lo gì nữa. Nhưng mà hiện tại thì kẹo chỉ có giáp 3 thôi. Mong sao kiếm được một cái giáp chống nổ nữa thì quá là ổn định luôn đúng không nào. Tầm này thì số lượng người chơi còn lại trong trận đấu là còn lại 14 người. À đâu, còn lại 13 này. Ui, các ông cứu nhau nhanh thế nhở. Rồi nha mọi người, lúc này thì mình đã có được giáp chống nổ rồi nhá. Ui, vãi chưa. Thằng nào kia, ui mày xuống xe mày ngu rồi. Mày ngu rồi. Đứng lại bạn ơi, đừng có chạy. Ôi thôi, nó chạy rồi. Nó ngay chỗ kia các ông ạ, từ từ. Từ từ tôi sẽ ra tôi hạ nó, anh em yên tâm nhá. Giam ba cái thằng rơm rơm này, từ từ tôi cũng hạ được nó đấy. Nó ngay chỗ kia nhá. Đây nhá, anh nó có móng keo nhá. Chú liệu hồn với anh nhá. Thôi xong rồi. Anh nghĩ là chú toang ở đấy. Ui dồi chạy này. À, chạy đâu, lên đây. Ồ, hay quá nhở, hay quá nhở, khá quá nhở. Ui, vãi trưởng. Tí mình đã hài anh em ạ. Đậu xanh này, ui, mày không hiểu sao. Hôm nay kiểu mình bắn xuống tay vãi. Mà cơ bản chắc hơi run tay lúc nãy anh em ạ. Lúc nãy con bé nó gọi tỏ tình nên đâm ra hơi run tay thôi. Ui, cái đậu xanh là con người à? Vãi trưởng, đông thế. Ui, dùng bóng keo nhanh cái, không tí xanh mộ bây giờ đậu xanh. Khá là bất ngờ, mình không nghĩ là có một đứa dình sẵn luôn ở đây cơ anh em ạ. Đây, thôi tí xong game tôi gọi liền cho con bé anh em. Ui, thanh niên này, một đống bóng keo luôn, trời ơi. Đúng cái lúc mình đang cần bóng keo anh em. Không biết là người bạn này không chừng có khi là fan của mình anh em ạ. Thấy mình đang cần bóng keo nên là ship bóng keo tới. Thôi giỡn xíu anh em ạ. Ok thì lúc này mình đang có rất là nhiều bông keo rồi. Đó, mình đang có tận 7 trái bông keo cơ. Vẫn rất là ngon đúng không nào. Với cái tầm này bông keo thì nói chung là thoải mái anh em ạ. Thoải mái để mà sống dai. Tôi nghĩ là tôi cũng rất là tự tin đây. Phía dưới ngay một thính kìa. Mình sẽ xuống check thính coi. Hoặc là ngóng xung quanh xem là còn thằng nào nữa hay không. Để vả lật mồm chúng nó luôn không ạ. Rồi nhau ok, adup à thôi. Lâu lắm thì tôi không chơi adup. Các bạn là dạo này XM8 nó ngon quá anh em. Không biết là OB21 đây. Ôi hôm nay cập nhật mà. Không biết là nó có ngon không anh em nhở. Đấy, OB21 là nó hơi bị chắc là tôi nghĩ là sẽ có nhiều sự thay đổi. Giống kiểu tự nhiên OB20 này, XM8 lên ngôi này. Không biết là OB21 thì cây súng nào lên ngôi nhở. Nhưng mà thôi, nếu mà súng nào thì anh em cứ chuẩn bị tiền để sắm skin súng mạnh nhất đi. Đấy, cứ skin súng mạnh nhất mà pha thì tôi nghĩ là khả năng win game nó cũng khá là cao thôi. Cơ bản là anh em có lợi thế hơn mà. Hiện tại thì mình đang dùng hai skin súng phải nói là tương đối là mạnh luôn, mạnh nhất luôn ấy. Nếu mà không muốn nói là mạnh nhất thì chúng ta có XM8 quái thú và MP40 bích vàng. Với bích vàng thì nó có nhiều sự lựa chọn hơn nên là anh em có thể lựa chọn MP40 cơ khí này, MP40 chuẩn lam này hoặc là gì đấy. Nói chung là chỉ số mà anh em thích, anh em hay xài là được. Còn XM8 chỉ có mỗi cây XM8 quái thú là ngon nhất thôi. Tôi cũng đang rất là háo đấy, hôm nay cập nhật phiên bản OB21 đấy. Không biết là cây súng nào sẽ lên ngôi nhở. Anh em đoán xem nhở. Không biết là Gardena định đưa cây súng phế vật nào lên ngôi nhở. Để mình coi nào, xem là cây súng nào ít xài nhất nào. Ê, mùa này có thể là M4A1 lên ngôi nhá các ông nhá. Tôi đoán thế thôi, không biết là có chuẩn hay không nhở. Có khi thế. Nên là các ông đừng coi thường M4A1 nhá.
Thật sự là nếu như mà các bạn có skin M451 thì bắn vẫn rất ổn. Nhưng mà có điều là tốc độ bắn của nó hơi chậm anh em ạ. Mặc dù là mình có xài cả skin M451 rừng xanh nhá, nhưng mà tốc độ bắn nó vẫn rất là chậm, đâm ra là hơi bị chán. Rồi nha, thông tin mới về cây súng tiểu liên Thompson. Ui cái đậu xanh, má thần ảo sau cột nhỉ. À đây rồi, đây rồi, tưởng gì cơ, chú ra đây. Ui rồi này, mày làm sao, ui nó slow với mình này. Xong rồi nha, Thompson thì nó là một cái cây súng tiểu liên. Ui tôi không nghĩ là đây còn người này, vãi cả trưởng này. Ui đâu ông vậy, vãi nhỉ, ui cái gì đây, trời ơi lắm địch ghê vậy. Bo nhỏ thế này mà còn tận ba đứa nên đâm ra hơi lắm địch các bạn ạ. Không biết là bây giờ mình chạy đâu cho nó hợp lý nữa. Vãi nhỉ, cũng cũng hơi căng thẳng ấy. Không biết là anh em thì căng thẳng không, mà tôi thấy căng thẳng phết, đừng đùa các bạn ạ. Ui, thằng nào ở trên kìa. Ủa cái đậu xanh nó chứ. Xuống đây em ơi. Nhanh này. Ôi thôi rồi, nó quyết định nó ngồi trụ điện rồi. Ôi, đậu xanh. Thật sự pha này hơi căng ấy, tôi không biết là phải chạy đi đâu anh em nhỉ. Khó chịu nhỉ. Nó vẫn cứ ngồi trụ điện đấy các bạn ạ. Mà khó chịu ghê thật sự ấy. Xuống đây em ơi. Chắc đợi nó xuống mút mồ hạt chuối mất. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải tìm cái phương án nào nó an toàn đi. Đây. Ra đây này. Ui mày chết rồi. Mày chết rồi con ạ. Ui rồi vỡ đầu. Thanh niên, sorry bạn nhá. Còn hai đứa nhá. Ê, hôm nay anh cố gắng win game luôn, top 1 cho gấu nhá. Đậu xanh được chưa anh em. Tôi sẽ cố gắng làm sao cho nó top 1 luôn cho nó gấu. Còn có hai đứa thôi anh em yên tâm. Chắc là khả năng cao chúng nó ở trên này chẳng hạn này. Tầm này thì mình chưa thấy đâu. Ui vãi trưởng ở đâu bắn ra thế, cái đậu xanh nhỉ, chỗ nào bạn ơi. Mà tôi chưa nhìn ra vị trí của nó này. À đây rồi, ui mãi dưới vãi nhỉ, sợ thế. Ui bạn ơi đừng đừng bạn ơi, nó có phóng lựu anh em ơi, cẩn thận. Hình như là nó chỉ là cái phóng lựu mini ấy. Ui nhưng mà tôi vẫn khá là sợ, bởi vì là cái bom keo này nó không để trốn được các bạn ạ. Mày ra đây, cái đậu xanh có chịu nhỉ. Ui vãi trưởng sợ thế. Ấy em ơi đừng, ui tuổi gì. Có giỏi qua đây. À nó chạy rồi. Tôi nghĩ là thằng bé này hết đạn phóng lựu rồi, nó hết đạn phóng lựu rồi. Chạy lại vào nó đi anh em ơi. Ma đậu xanh nhỉ, có phải chỗ này không, câu quả lựu choáng xương xương các bạn ạ. Không biết là nó đâu rồi, chạy lẹ thế. Đậu xanh chú ra đây anh xem nào. Ma ăn gì chạy lẹ nhỉ, công nhận luôn anh em ạ. Chắc thôi qua đây xíu đi, làm sao nhỉ. Hello bạn ơi, ở đâu rồi? Bạn đâu rồi, bạn ra đây hộ cái nào. Cái đậu xanh. Tôi không biết là nó trốn đâu rồi cơ. Hiện tại thì mình đang đi tìm xung quanh này, bởi vì là có tận hai đứa cơ. Đấy. Mà hai đứa nó team up với nhau thì vãi cả trưởng. Dạo này tôi thấy tình trạng anh em leo rank mấy bạn team up với nhau nhiều vãi. Đâm ra leo rank mình cũng hơi sợ nhỉ. Đâu? Hai thằng còn lại đâu? Nhanh nào. Ơ vãi nhỉ. Sao không thấy chúng nó nhỉ anh em nhỉ? Tôi nghĩ là mấy đứa lại đang ngồi nhà đâu rồi thật. Tình hình là anh em leo rank các bạn hay ngồi nhà lắm. Riêng mình toàn đi săn đấy. Nếu như mà tôi công nhà thì rất là bất lợi, nên là tôi cứ ở ngoài cho nó chắc ăn anh em ạ. Đấy. Tầm này ăn chắc mặc bền thôi. Kinh nghiệm chơi game thì cứ như vậy. Đậu xanh nhỉ. Còn hai thằng mà ta. Ôi làm sao để kiếm được vị trí của chúng nó nhỉ. Vãi nhỉ. Trên tròi tôi nghĩ là không rồi. Chắc chắn là không rồi. Bởi vì từ nãy giờ thì tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động gì cả, nên là trên tròi khẳng định là không rồi. Thế là còn hai thằng này. À đây rồi. Thấy rồi. Thế đó rồi, ngay trong nhà đấy. Mày có chừng tao nhà mày. Mày ra đây. Ra đây em. Ra đây. Ra đây. Cái đậu xanh này mày này. Ui nó chạy. Nó chạy các bạn ạ. Thế có giỏi chú qua đây. Qua đây anh sẵn sàng anh sấy luôn này. Ui bo thu. Bo thu lại rồi anh em, bo cuối rồi. Vãi còn hai đứa này. Vãi cả trưởng nhở. Mày ra đây em ơi, đậu xanh này, ui vãi lúa đấy, vào nhà, chạy qua đây đi nghe mới cho nó lành này. Ôi thằng bé ra ngoài rồi, ghê vậy, ui, hai đứa kìa. Cậu thấy chưa, căng phết đừng đùa nhỉ. Mày này, ui, chỗ này ngon vãi, nghe mày đi cắn trộm cho nó được nè. Thật kìa, vào bo nhanh. Ra đây, ui, chết vì bo. Win game mọi người. Thế là lại buya rồi, top 1 rồi. Tầm này thì bye bye anh em. Các bạn nhớ like và chia sẻ video giúp mình nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.